Bà Phương Hằng bị nhà báo Đức Hiển kiến nghị gấp rút khởi tố, chậm trễ khiến bà lầm tưởng, tự tin nhục mạ, vu khống người khác. Hồi năm ngoái, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, có gửi đơn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về việc làm nhục người khác, vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong đơn, ông Hiển cũng đề nghị cơ quan tố tụng có biện pháp buộc bà Hằng chấm dứt hành vi phát tán các nội dung xúc phạm cá nhân ông và các cơ quan tổ chức cá nhân khác. Cũng theo ông Hiển, bà Hằng cho rằng phát ngôn của ông Hiển trên báo điện tử VOV là sự công kích, gán ghép, quy buộc cho bà phải đi tù. Từ đó, trong các buổi livestream trên mạng xã hội với hàng chục ngàn người theo dõi, bà Hằng đã có những ngôn từ nhục mạ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân ông và vợ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông và gia đình, kéo theo nhiều hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 8 tháng 3 năm 2022, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Đức Hiển có kiến nghị gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đơn, vào ngày 26 tháng 10 năm 2021, ông Hiển đã gửi đơn tố giác. Và ngày 17 tháng 11 năm 2021, ông tiếp tục làm đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng. Sau khoảng thời gian nộp đơn, ông Hiển được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương mời làm việc 2 lần để giải quyết đơn tố giác nêu trên. Trong buổi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương, ông Hiển đã trình bày các nội dung liên quan đến việc tố giác, đồng thời nhấn mạnh việc yêu cầu khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật của bà Hằng. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 4 tháng kể từ ngày cơ quan này tiếp nhận đơn tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nhưng cá nhân ông Hiển vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản tố tụng nào về kết quả giải quyết. Mặc dù thời hạn giải quyết đơn tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đã hết theo quy định tại khoản 1, 2, điều 147 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Theo các luật sư, việc các cơ quan này chậm trễ giải quyết đơn tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định đã khiến bà Hằng lầm tưởng rằng mình không thực hiện hành vi phạm tội. Điều này khiến bà Hằng tự tin, tiếp tục và ngày càng tăng số lượng, tần suất livestream để nhục mạ, vu khống cá nhân ông Hiển, nhiều người khác. Bà Hằng công khai đe dọa và thách thức sẽ đến nhà ông Hiển để xử. Trước đó, bà Hằng đã công khai và trực tiếp đến tư gia nhà báo Hạc Ni, kéo theo hàng ngàn người tự xưng là fan chính nghĩa của bà Hằng, tụ tập và gây mất trật tự công cộng trên địa bàn quận 7 và đã xảy ra ẩu đả, xô xát, gây thương tích cho một số người có mặt. Theo đơn, hành vi của bà Hằng là sự vi phạm pháp luật thể hiện qua lời lẽ, ngôn từ tục tiểu, phản cảm, đi ngược với các quy phạm, chuẩn mực của pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Từ đó, các luật sư kiến nghị các cơ quan nêu trên nhanh chóng giải quyết tin tố giác, tin báo về tội phạm. Ông Hiển cho rằng bà Hằng bị đặt loan truyền những điều biết rõ không phải là sự thật, không có chứng cứ chứng minh. Như ông có mối quan hệ câu kết là đồng bọn với ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, Thái Văn Đường và các tổ chức phản động nhằm mục đích vu khống, bà Hằng đánh sập trang báo điện tử VOV. Nói ông ăn chặn tiền từ thiện khi sử dụng tài khoản cá nhân kêu gọi quyên góp. Nói ông đã nhận 20 đến 30 tỷ đồng của một người khác nhằm tìm mọi cách để bà Hằng đi tù. Thậm chí loan truyền ông là thành viên của tổ chức phản động.